Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, theo công văn mời giờ họp số 645 ngày 1 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phần đại biểu triệu tập dự nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 của tỉnh hôm nay gồm có 440 đồng chí. Đến nay các đại biểu đã có mặt đông đủ tại hội trường. Xin phép đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí, hội nghị được bắt đầu làm việc. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 30 ngày 15 tháng 8 năm 2016, kế hoạch số 41 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch số 46 ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ tỉnh để học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên và phát động cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Thay mặt ban tổ chức hội nghị, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị, đề nghị hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu các ban đảng trung ương, trân trọng giới thiệu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trưởng ban, các phó trưởng ban, các ban đảng và cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các phó ban hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, các đồng chí giám đốc các sở ngành của tỉnh, chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các đồng chí bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh, trưởng các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, lãnh đạo văn phòng Hội đồng nhân tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, văn phòng Ủy ban nhân tỉnh. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trưởng, phó trưởng khoa phòng của trường chính trị Nguyễn Văn Ninh, các đồng chí trưởng các phòng, chánh văn phòng các ban đảng và văn phòng tỉnh ủy, trưởng phòng khoa giáo đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, trưởng các phòng phóng viên kinh tế và phòng phóng viên chính trị xã hội của báo Hưng Yên, trưởng phó các phòng thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư, các đồng chí phó bí thư, chủ tịch, các phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, trưởng các ban xây dựng đảng, chánh văn phòng và phó ban tuyên giáo của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, giám đốc, các đồng chí phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt hoan nghênh
các đồng chí phóng viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh, các đồng chí phóng viên báo Hưng Yên, phóng viên báo Nhân dân thường trú tại Hưng Yên và phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên dự và đưa tin về hội nghị. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể hội nghị của chúng ta làm việc trong một buổi sáng, chương trình gồm có các nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất là giới thiệu đại biểu và báo cáo chương trình hội nghị. Nội dung thứ hai là phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, quán triệt, chỉ đạo và khai mạc hội nghị. Nội dung thứ ba là giới thiệu chuyên đề năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên, của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung thứ tư là triển khai các kế hoạch. Kế hoạch số 41 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020. Kế hoạch số 46 ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, phát động cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Thưa toàn thể các đồng chí, trong quá trình thực hiện các nội dung, Ban tổ chức hội nghị sẽ phát phiếu điểm danh và gợi ý bài viết thu hoạch đến các đại biểu thuộc thành phần triệu tập của hội nghị. Và hội nghị của chúng ta được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Xin được trân trọng báo cáo với các đồng chí và toàn thể hội nghị. Kính thưa các đại biểu và toàn thể hội nghị, thực hiện chương trình làm việc của hội nghị, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lên phát biểu quán triệt, chỉ đạo và khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời chị. Thưa các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ tỉnh để học tập chuyên đề năm 2017 với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình cảm và lời dạy của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, đồng thời phát động cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Hội nghị này được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên để đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh có điều kiện theo dõi, học tập. Hội nghị vui mừng đón tiếp và trực tiếp sẽ được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2017. Xin nhiệt liệt chào mừng giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cùng các đồng chí đại biểu các ban đảng trung ương. Xin chúc giáo sư cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân, trước lúc đi xa, trong di chúc thiêng liêng, Bác Hồ, người đã dành cho đảng ta, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng ta những lời tâm huyết. Đảng ta là một đảng cầm quyền,
mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên của đảng ta đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tôi luyện bản lĩnh qua các thực tiễn đấu tranh vô cùng khó khăn, gian khổ, không quản hy sinh xương máu để xây dựng đảng ta từng bước trưởng thành, lãnh đạo và cùng nhân dân ta giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng, tạo thế và lực sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, trong thế giới cái gì cũng biến hóa, tư tưởng con người cũng biến hóa. Nếu không cẩn thận thì một đảng cầm quyền rất dễ gặp hai nguy cơ. Một là sai lầm về đường lối. Hai là sự suy thoái biến chất của đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong thực tế, bên cạnh tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của đảng, cũng còn có người sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí. Cá biệt có trường hợp rơi vào tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm giảm lòng tin và sự lãnh đạo của đảng trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân. Tùy vào điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng mà các nghị quyết của Trung ương mỗi thời kỳ đã có những chỉ đạo trọng tâm khác nhau. Song các nghị quyết của Trung ương đều xác định và hướng vào nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng là đổi mới, chỉnh đốn đảng, mà trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa 12, Trung ương đã ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết vừa cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đảng mà nghị quyết Đại hội 12 đề ra, vừa tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 trong điều kiện mới. Nhiệm vụ hàng đầu để triển khai nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Điều đó chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời thể hiện tầm tư duy và thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng trước yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tình hình mới, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ đã dành những tình cảm đặc biệt cho Hưng Yên. Bác đã về thăm Hưng Yên, quê ngoại của người, đến 10 lần. Lần nào về Hưng Yên, Bác đều có lời căn dặn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là vấn đề đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tập trung làm tốt thủy lợi, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hành nếp sống mới, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng quê hương Hưng Yên thành tỉnh vẻ vang, gương mẫu của miền Bắc. Người còn dành thời gian viết 14 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên, 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng huy hiệu của người cho 6-7 cá nhân từ các cháu thiếu niên nhi đồng, chiến sĩ dân quân, bộ đội, giáo viên đến các cụ, thu được nhiều chiến lợi phẩm như xe quân sự, súng các loại. Hưng Yên được Bác Hồ gửi thư khen, tặng cờ, đoàn kết nhân dân đánh thắng giặc Pháp,
cùng nhiều hiện vật cho các đơn vị, tập thể và cá nhân được Đảng và Nhà nước khen thưởng tặng 10 huân chương quân công, 30 huân chương chiến công, 3 huân chương kháng chiến, cùng hàng vạn huân huy chương các loại cho các đơn vị và cá nhân, gia đình có công lao, thành tích trong kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hưng Yên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huân chương lao động hạng nhất, cờ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong phong trào quân sự hóa, Hưng Yên nhiều năm dẫn đầu quân khu Tả Ngạn. Thực hiện lời dặn dò ân cần của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã đoàn kết đồng lòng diệt giặc dốt, giặc đói, anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Với những thành tích tiêu biểu, nhiều địa phương, đơn vị cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng huân chương, huy chương, được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang, danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 1954 đến năm 1969. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 18 lần tặng cờ, bằng khen, ký sắc lệnh tặng huân chương lao động cùng nhiều tặng phẩm khác dành cho các tập thể của Hưng Yên. Hòa bình lập lại, nhất là từ sau khi tái lập tỉnh, vâng lời Bác dạy, Đảng bộ Hưng Yên luôn chăm lo giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong xã hội, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là lo phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kính thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân, ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng ban hành chương trình và đề án cụ thể hóa nhằm thực hiện nghị quyết đại hội, đồng thời có bước tiến bộ vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị. Thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đang tiếp tục có những việc làm sáng tạo, sát thực tiễn. Với nhận thức sâu sắc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là tình cảm nguyện vọng của Đảng và người dân Hưng Yên văn hiến cách mạng. Hôm nay, chúng ta được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giáo sư là một trong những chuyên gia hàng đầu của đất nước khi nói về Bác Hồ và tư tưởng của Bác Hồ. Giáo sư sẽ trực tiếp giới thiệu chuyên đề năm 2017 với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình cảm và lời dạy của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Trân trọng cảm ơn tình cảm của giáo sư đã dành cho Hưng Yên khi nhận lời giới thiệu chuyên đề này. Tại hội nghị ngày hôm nay, thực hiện kế hoạch số 46 ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy sẽ phát động cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đây là cuộc thi có ý nghĩa và tầm quan trọng, bởi qua cuộc thi này, Tỉnh ủy mong muốn tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn và tuyên truyền sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị, tôi đề nghị các đại biểu thực hiện thật tốt nội quy của hội nghị, tập trung cao, lắng nghe để lĩnh hội sâu sắc toàn diện nội dung chuyên đề về học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Là hội nghị truyền hình trực tiếp và sẽ được in đĩa tuyên truyền và được phát nhiều lần trên sóng đài phát thanh và truyền hình của tỉnh. Rất kính mong được đông đảo nhân dân và các đồng chí quan tâm theo dõi.
Với tinh thần và ý nghĩa quan trọng đó, tôi xin khai mạc hội nghị, xin trân trọng cảm ơn và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp theo chương trình làm việc của hội nghị, xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lên giới thiệu chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tình cảm và lời dạy của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thưa tất cả các đồng chí đại biểu và các đồng chí. Trước hết, cho tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành về những lời giới thiệu rất tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Và chúng ta cũng cùng nhau chúc cho sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc trong cái sự nghiệp đổi mới phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, để xứng đáng với tình cảm thương yêu mà Bác đã dành cho chúng ta. Chúc các đồng chí sức khỏe, thành tựu, hạnh phúc và thắng lợi. Thưa tất cả các đồng chí, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu chuyên đề của năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mà hướng trực tiếp vào nội dung xây dựng chỉnh đốn đảng để phòng chống và đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.